hỏi sức mạnh thế nào. Ta chỉ giả vờ thua thôi. Đây mới là sức mạnh thật của ta đây. Mà sữa trái cây cun còn rất tốt nữa đấy, vì nó tăng cường hệ miễn dịch cho các con, chuẩn 5 sao. Với bộ công thức chuẩn 5 sao hệ miễn dịch được độc quyền nghiên cứu và phát triển bởi Viện Y học Ứng dụng Việt Nam, sữa trái cây cun cung cấp các dưỡng chất cần thiết giúp tăng cường hệ miễn dịch và nâng cao sức đề kháng cho cơ thể của các con đấy. Đó là những gì vậy mẹ? Đó là beta glucan được chiết xuất từ nấm men giúp hỗ trợ tăng cường miễn dịch, vitamin C hỗ trợ tăng sức đề kháng, vitamin A hỗ trợ mắt sáng khỏe, vitamin B6 hỗ trợ trí não và kẽm hỗ trợ hệ thần kinh. Cun đỉnh quá mẹ ạ. Chính vì vậy sữa cun luôn là lựa chọn hàng đầu của mẹ. À này, bây giờ mẹ đi có việc, Ruby con ở nhà trông em giúp mẹ nhá. Vâng ạ. Lại về trông em ạ. Mẹ dặn này, hai chị em ở nhà chia nhau lau nhà quét nhà cho mẹ nha. Bây giờ mẹ đi đây. Vâng, chào mẹ. Con chào mẹ. Ơ chị, chồng em vui mà, cười lên. Đúng gì? Bà này, mình bảo phải lau nhà với cơ nhà đấy. Chị định chọn việc gì? Việc của chị là chồng em thôi, còn những việc khác em đi mà làm. Sao này nóng đi nhở? Nóng đi nhở? Mùa đông mà kêu nóng á? Em đúng là không hiểu sao cái quạt này càng quạt lại càng nóng. Em lấy ở đâu ra vậy? Em lấy cho chị cất đi. Bây giờ tính sao chị nhỉ? Thôi được rồi, để chị quét nhà. Trả đây. Quét nhà thế à? Ôi ôi, nếu mẹ mà nhìn thấy bài kiểm tra này á thì cái chổi phải hoạt động hết công suất đây. Hết công suất đây. Rồi rồi, chị sẽ lau nhà nữa, được chưa? Hình như là vẫn chưa đủ ý. Được rồi, chị sẽ làm hết. Em chỉ việc ngồi xem TV thôi. Ôi, chị gái mẹ đúng là thương em nhất. Chị này. Ôi, nó xem mà. A few moments later. Bực thật, bài kiểm tra mình giấu kỹ thế rồi mà gia bảo vẫn tìm được ra. Quả bóng mẹ ở đâu ra đấy nhở? Gia bảo. Này, cậu sang nhà tớ làm gì đấy? Tớ sang rủ cậu đi chơi chứ còn làm gì nữa. Đi chơi à? Tranh thủ ra bảo nhà tớ không ở đây, chuột nhanh thôi. Sao thế? Chân tớ cứ như là bị đổ bê tông ấy. Bọn chị định đi đâu thế? Ôi dồi ôi, bọn chị có định đi đâu đâu. Nhở, hái nhở, nhở nhở.
Đúng rồi, em biết thừa. Định dồn em đi chơi à? Không cho. Anh, cậu nghĩ cách gì đi? Cách à? À, có rồi. Gia Bảo, chị cho em cái này, em ở nhà ngoan nhá. Vui tươi vui. Chị đừng tưởng em là trẻ con đến bắt nạt nhá. Chị cho em mấy cái thẻ này để làm gì? Đúng rồi, cậu định dùng mấy cái thẻ này để mua chuộc em tớ á? Nó không dễ bắt nạt thế đâu. Hai chị em cậu chẳng biết gì cả. Đây là thẻ đổi quà của Kun đấy. Thẻ đổi quà Kun? Sữa Kun đang có chương trình cùng Kun thỏa thích khám phá, săn quà tươi vui, có nhiều quà tặng hấp dẫn lắm. Là sao ạ? À? Trong mỗi một lốc sữa Kun giảng trai sẽ có một thẻ tươi vui. Thì ra cái thẻ này lấy trong sữa Kun. Nếu tích lũy được 6 thẻ Kun tươi vui sẽ đổi được một sách tô màu ma thuật. Nếu tích lũy được 12 thẻ Kun tươi vui sẽ đổi được một lọ cốt tô màu siêu Kun. Dạ, tỷ chưa hết đâu. Nếu tích lũy được 24 thẻ Kun tươi vui sẽ đổi được một bộ chiến tiết siêu Kun. Và nếu săn được thẻ đặc biệt sẽ đổi được một set scooter. Em chỉ tiến 50% thôi. Bây giờ phải có quả thật, em phải tìm 100% nhá. Sách tô màu ma thuật. Đúng rồi đấy, giờ thì tin chưa? Này, tớ tưởng cậu chỉ nói phét vậy thôi, hóa ra là thật à? À, anh đây, chưa bao giờ biết lời phét nhá. Chưa bao giờ biết lời phét nhá. Ôi, nhìn này, toàn trinh đẹp thôi. Ôi, em muốn tớ thử. Nhìn kia, không cần màu mà tô đến đâu thì tranh hiện ra đến đấy. Đúng là ảo thật đấy. Chưa hết đâu, sau khi tô xong tranh sẽ trở lại trạng thái ban đầu và mình có thể tô đi tô lại nhiều lần. Wow. Ngoài ra còn có hình dáng sticker. À, đấy đúng không ạ? À? Chuẩn. Ra bảo ơi, đẹp quá này. Ngoài ra còn có tranh để tô màu nữa đây. Úi dồi, đẹp quá chị ơi. Được lắm, quà em vẫn lấy nhưng mà đi chiều em vẫn đi nha. Hai chị chạy đâu cho tôi? Sao tự nhiên yên tĩnh thế nhở? Gia Bảo nhà tớ đâu rồi ấy nhở? Chắc là chúng mình chạy nhanh quá, không chạy theo kịp nên là bỏ cuộc rồi. Đúng có lý. Thôi, bây giờ chúng mình chạy quay lại ra sân đình cho chúng tìm đi. Đi luôn. Đây là dép của Gia Bảo nhà tớ. Còn đây chính là quyển sách tô màu ma thuật mà tớ cho Gia Bảo mà. Này Hà Anh, sao tự nhiên Gia Bảo lại bỏ những thứ này ở đây? Thế con Gia Bảo đâu rồi? Cậu hỏi tớ thì tớ biết hỏi ai. Nay tớ chạy cùng cậu mà. Gia Bảo, Gia Bảo, Gia Bảo, Gia Bảo, Gia Bảo ơi, em ở đâu rồi? Gia Bảo ơi, Gia Bảo. Ê, em ơi, em đâu mất rồi? Zumi ơi, sao rồi? Tớ tìm khắp rồi mà không thấy Gia Bảo đâu cả. Có khi nào em tớ bị bắt cóc rồi không? Thôi nào, cậu đừng sợ, tớ sẽ giúp cậu tìm em. Hey! Giật ra một cái mà biến thành thám tử luôn. Giờ tớ sẽ giúp cậu tìm em, đi thôi nào, đợi tớ. Quanh đây có cái mùi rất giống mùi dép của Gia Bảo. Là một cái chân. À, Zumi ơi, tớ bắt được cái ba cao rồi này. Cái chân của tớ đâu? Cái chân của tớ. Cậu làm cái gì vậy? Tớ nhập thôi, đi tiếp, đi tiếp. Mà cậu nhìn kỹ thế. Tớ thấy cái vỏ chuối này không được bình thường đâu. Là sao? À, đúng rồi, em tớ rất thích
chuối. Chính xác, theo kinh nghiệm 15 năm thám tử của tớ thì chắc chắn đây là vỏ chuối của em cậu để lại. Có nghĩa là em cậu đã đi qua đây. Ồ, bây giờ phải làm sao? Thu thập chứng cứ vào đây. Trời ơi. Cái gì đấy? Lại một vỏ chuối nữa. Nhiều. Vỏ chuối đâu ra mà nhiều vậy? À. Này cái em kia, em có biết vứt ra bừa bãi xin gây ô nhiễm môi trường không ạ? Vỏ chuối thứ nhất em đánh vứt vào thùng rác nhưng trượt. Còn vỏ chuối thứ hai là em cho chị mà. Vỏ chuối em cho chị làm gì? Tại vì vừa nãy em thấy chị cất vỏ chuối vào túi rất cẩn thận mà, cho nên em mới cho. Em mới còn cả nải này, tí nữa ăn hết em lại cho vỏ nha. Nhiều ghê quá, không lấy đâu. Cái gì thế này? Nè anh, đây có phải là xe scooter quà siêu đặc biệt của cô không? Đúng rồi đấy. Em đã dùng tiền đặc biệt để đổi đó. Để đổi đó. Trời ơi, chiếc xe trong mơ của mình hôm nay rồi, nhìn thấy tận mắt đẹp quá. Không những đẹp mà còn rất xịn nữa. Đây là xe scooter hai bánh, úm ba la thành ba bánh luôn. Trời ơi, còn có thể làm xe có bàn đạp, có chỗ ngồi cho em bé bé nữa này. Đi như thế này chắc là thích lắm đấy, lại còn chắc chắn nữa chứ. Thế nào, thấy em có quách không? Quách thế, xịn thật. Ước gì cái xe này là của tớ nhở. Tớ sẽ cho em tớ, chắc chắn em tớ sẽ thích lắm đấy. Xe này là của em đi nhá. Nếu các chị thích thì tự săn thẻ mà đổi. Đến ngày 31 tháng 3 năm 2023 mới hết hạn cơ mà. Nhớ săn thẻ mà đổi nhá. Nhiều quá lắm đấy. Bye bye. Bye bye. Ui, nhìn ngầu chứ kìa. Ơ mày này, đang đi tìm em tớ cơ mà. Thôi, không cần cầu giúp nữa. Thám tử như cậu toàn phản linh tinh thôi. Tớ sẽ tự đi tìm em tớ. Ông này, đợi tớ. Mình đang ở đâu thế này? Ui, yêu quái! Tao là yêu quái đây. Này, nhìn xem có sợ giống như trên phim không? Chả sợ, cháu chỉ buồn cười thôi. Gì cơ, dám cười sao? Hey! Nhưng đem ra, ta sẽ làm cho chúng nó nát bét như quả bưởi luôn. Nát bét như quả bưởi. Ui ơi, tự dưng mày cho con đẹp trai làm gì? Để con khổ thế này. Để con khổ thế này. Trời ơi, nát bét thế thì mẹ nào nghe thấy. Mẹ, kêu con. Ôi, Thánh. Gì vậy, đang tập trung mà còn nói to thế? Tớ nghe thấy tướng quân giá bảo ở hướng này. Đợi tớ. Đi đây này. Ôi là la. Ôi chị. Ôi, hai người không phải là bắt cóc mà là yêu quái đấy. Nhìn ghê quá. Càng làm trò nhìn lại càng ghê. Này, tên yêu quái kia, để bạn ta xử lý. Để bạn ta xử lý. Thể hiện tiếp đi nào. Ruby,
đồ trẻ con, muối dầu sữa để tiếp thêm năng lượng. Thế từ giờ có trốn em để đi chơi một mình nữa không? Chị không bao giờ dám nữa ấy. Một lần như thế này đã sợ lắm rồi. Ui, chuẩn chị gái tốt này. Nhưng mà sách tô màu của em đây này. Em xin, em cứ đừng mất rồi chứ. Mất rồi cái dép, em không nhớ gì đến nó à? Dép à, có chứ. Đi chơi mà mất dép thì mẹ cũng đánh cho. Được rồi, giờ về thế nào? Hôm nay hai chị em còn không cảm ơn tớ à? Cứ tưởng cậu là vai chính, anh rồi tra được cái tích sự gì cả. Tra được cái tích sự gì cả. Này các bạn xem video từ đầu đến giờ,